không phải mất quá nhiều thời gian đến với những lớp học nấu ăn. Giờ đây rất nhiều người đã tự mày mò những công thức trên những căn bếp online. Ra đời từ năm 2011, surveydays.com đã trở thành một trong những địa chỉ quen thuộc của những chị em yêu thích nấu ăn giống như chị Linh chẳng hạn. Và đã không ít người đã ngạc nhiên rằng chủ của trang blog này là Linh Trang, một cô gái 8X vừa học xong tiến sĩ ngành kinh tế tại châu Âu. Vâng, và quý vị có biết không ạ, hàng ngày thì có hàng trăm chị em vào căn bếp ảo của Linh Trang để nhờ tư vấn, giải đáp các thắc mắc hay thậm chí là chia sẻ niềm vui khi thực hiện được một cái món ăn ngon cho những người thân của mình, phải không ạ? Và trong những ngày đầu tiên của năm mới, phóng viên của Cuộc Sống Thường Ngày đã có cơ hội thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Linh Trang và cùng chia sẻ những câu chuyện về căn bếp đầy hương vị của cô ấy. Chào chị Trang ạ, chúc mừng năm mới chị ạ. Xin chào Hằng, chúc mừng năm mới. Chị đang làm món gì vậy ạ? Mình đang chuẩn bị một bữa cơm đơn giản với hai món. Món chính là món bibimbap hay là cơm trộn Hàn Quốc nhưng mà hoàn toàn là chay. Thế còn đồ uống thì là trà sữa pha với cả trà xanh Nhật Bản. Nghe cái tên món ăn thôi thì tôi đã thấy là rất là thích hợp cho cái thời điểm này khi mà mọi người ăn một cái Tết quá nhiều thịt và đồ nếp, phải không ạ chị? Đúng rồi bạn ạ, vì mình nghĩ là sau Tết thì dạ dày của ai cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với rất nhiều thịt thà rồi thì bánh chưng, thì một bữa cơm thanh đạm với nhiều chất xơ này, nhiều vitamin từ rau củ sẽ giúp cho cơ thể được cân bằng trở lại. Ngoài ra thì trong đồ uống mình cũng sử dụng bột trà xanh là loại nguyên liệu mà có thể giúp cho chúng ta thanh lọc được cơ thể. Món ăn có vẻ hoàn thành rồi, tôi có thể thử một chút được không ạ? Chắc chắn là được rồi, với Hằng chúng ta sẽ cùng ra bàn nhé. Món ăn này hình như là tôi đã đọc ở trên cái trang web savarydays.com của chị. Phải công nhận là những cái công thức trên đấy thì rất là tỉ mỉ và kỹ lưỡng, khiến cho những cái người vụng về như tôi đây thì cũng có thể làm được ạ. Trang web savarydays.com ra đời vào tháng 5 năm 2011 với ý tưởng ban đầu là một quyển sổ online nơi lưu lại những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là những buổi thí nghiệm trong bếp của Linh Trang. Hiện tại Savarydays đã có khoảng 400 công thức với phần lớn là các món tráng miệng và bánh ngọt. Các bài viết không chỉ dừng lại ở những bước khâu cứng mà tất cả được Linh Trang ghi lại một cách tỉ mỉ, bao gồm cả những kinh nghiệm, bí quyết, thậm chí cả những bài học từ sự thất bại của mình. Savarydays đã trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng, lan vào bếp cho mọi người, nơi những người yêu nấu nướng tìm đến nhau để cùng học hỏi, tìm tòi rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện trong chính căn bếp của gia đình mình. Cơ duyên nào khiến cho Linh Trang vào bếp này, sau đó lại còn cho ra đời một căn bếp online với số lượng fan hùng hậu như bây giờ ạ? Năm 2009 thì là lần đầu tiên mình xa nhà đi du học. Và khi đó thì bởi vì không còn mẹ ở bên cạnh nữa nên là buộc phải vào bếp để tự làm các món. Thế thì thời gian đầu thì sau khi làm xong mỗi món thì mình thường là chụp ảnh rồi đăng lại lên Facebook để bố mẹ ở nhà biết là con gái ăn uống đầy đủ và yên tâm. Xong rồi thì càng về sau thì các bạn bắt đầu hỏi cách làm món này món kia và Savarydays ra đời. Những cái công thức mà chị chia sẻ thì là trong cái quá trình mà chị đi học ở châu Âu đúng không ạ? Vậy thì chị có khó khăn nào không khi mà mình vừa phải làm ra những cái công thức phù hợp với cả những cái bà nội trợ ở Việt Nam lẫn những cái bạn mà đang du học ở nước ngoài? Mỗi khi mà nấu món ăn để giới thiệu lên Savarydays thì thường là mình chọn các nguyên liệu làm sao để Việt Nam các bạn cũng có thể tìm được mà các chị em ở nước ngoài cũng không khó khăn khi mà tìm, chẳng hạn như là dùng các nguyên liệu rất là cơ bản thôi, ví dụ như là bơ hay kem sữa mà các bạn có thể mua ngoài siêu thị. Nếu như là có nguyên liệu nào đó mà nó hơi đặc trưng một chút thì thường là mình sẽ có phương án thay thế. Tôi còn thấy là các bạn còn làm các món ăn này, xong rồi còn chụp ảnh cái sản phẩm của mình rồi lên hỏi là chị Trang ơi tại sao nó lại như thế này, tại sao nó lại như thế kia. Thế làm thế nào mà chị có thể tư vấn được cho các bạn thì qua cái bức ảnh như thế ạ? Khi mà áp dụng vào thực tế thì nhiều khi nó vẫn rất là khó bởi vì mình tư vấn cho các bạn từ xa. Mình không được trực tiếp chạm vào lò các bạn, mình không hiểu được là lò của các bạn có những đặc điểm gì nên là có thể giúp đỡ được các bạn hết khả năng. Thế sau đấy thì lần thứ hai các bạn làm lại có vấn đề gì đó thì mình dựa vào ảnh và dựa vào mô tả của các bạn tiếp tục trả lời, lần thứ ba hỏng tiếp tục trả lời. Nhưng cũng may là sau một vài lần thì hầu hết mọi người đều có thể giải quyết được vấn đề của mình. Mối liên hệ nào hay thậm chí là có sự hỗ trợ nào giữa cái ngành học của chị với cả việc nấu nướng không? Vì tôi, theo cái sự mường tượng của tôi ấy, thì những cái người mà yêu thích kinh tế này thì thường rất là khô khan và rất là khó có thời gian để cho việc nấu nướng. Thì Linh Trang đã làm gì ạ? Công việc làm nghiên cứu sinh đúng là
rất vất vả, nhưng mà đối với mình thì việc nấu ăn sau mỗi một ngày làm việc nó giống như là cách để mình thư giãn và tự cân bằng lại vậy. Thế còn có sự hỗ trợ nào không, thì thói quen của việc làm nghiên cứu giúp cho mình nhìn nhận nấu ăn giống như là một môn khoa học. Mình tìm hiểu các cái nguyên tắc đứng ở đằng sau việc nấu nướng. Chẳng hạn như khi bạn nướng bánh thì bạn cần phải biết là nhiệt tác động vào bánh thì sẽ làm cho bánh thay đổi như thế nào. Nếu như bánh của bạn có vấn đề gì đó thì bạn hiểu rằng là cái này là do nguyên nhân gì, tại vì nhiệt nướng hay là vì cách bạn đánh trứng trộn bột. Và sau đấy khi mà những cái đó nó đã rất là ổn rồi thì chúng ta có thể bắt đầu thêm nguyên liệu này để tạo ra bánh mới, rồi thay đổi một chút quá trình làm bánh để tạo ra hương vị mới chẳng hạn. Tôi có thấy là chị có chia sẻ những công thức như là bánh bất bại đúng không? Bất bại 100% thì không hẳn, nhưng mà các công thức đó thì khả năng thành công của nó rất là cao, có thể là hơn 90%, và những người mà chưa có kinh nghiệm gì thì cũng có thể làm theo và có thể thành công ngay từ lần đầu tiên được. Thực sự là cảm ơn khoa học của chị đã giúp tôi, một cái người rất là vụng về, có thể làm được bánh đến cái công thức bất bại của chị. Cảm ơn bạn. Nhật ký nấu nướng của Trang bây giờ thì không chỉ dừng lại ở một cái trang web nữa, mà bây giờ đã có 3 cuốn sách này, rồi cả có cả một cái kênh YouTube riêng. Chị có thể cho tôi và khán giả xem một đoạn video mà Linh Trang đã làm được không ạ? Chắc chắn là được chứ. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với bếp nhà Savory Days. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm hai món ăn không chỉ đẹp mắt, ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa. Và hai món ăn này chính là bánh mì bí đỏ cùng sữa bí đỏ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé! Và chỉ với vài thao tác rất đơn giản như vậy thôi, chúng ta đã có thể được sữa bên trong để dùng cả bánh mì bí đỏ rồi. Quả thật là rất là kỳ công chị Trang ạ. Và tôi có một thắc mắc là việc viết blog này rồi quay clip thì không có một cái nguồn thu nào, thì làm thế nào mà chị có thể duy trì được đam mê của mình? Hơn 5 năm vừa qua, những gì mà mình nhận được từ Savory Days mình nghĩ là khó có thể đo được bằng vật chất. Trước hết là qua Savory Days thì mình làm quen được với rất nhiều bạn bè mới này. Đều là những người mà có cùng sở thích nấu nướng. Có một cái niềm vui lớn hơn đấy là từ phản hồi của các bạn độc giả gửi về. Thế thì hầu như ngày nào mình cũng nhận được ảnh các bạn chụp sau khi các bạn thử món ăn này, hoặc là các cái dòng lời nhắn rất là ngắn thôi, ví dụ như là ngày hôm nay chị đã thử công thức này, không bao giờ nghĩ rằng là mình có thể làm được món ăn đấy, thế mà cuối cùng thì chồng với cả hai con ăn hết sạch hết xanh, xong rồi lại còn có thêm lời khen khuyến mại là món này mẹ làm ngon hơn cả ngoài hàng và lần sau mẹ hãy tiếp tục làm cái đấy. Thế thì những cái dòng đó nó đơn giản thôi, nó là một lời nhắn hàng ngày, nhưng mà mình cảm nhận được niềm vui ở trong đấy, và nó giúp cho mình nhận ra được một điều rằng là những gì mà mình chia sẻ ở trên blog nó đã góp phần khơi gợi cảm hứng của nhiều chị em để các chị vào bếp và tìm thấy niềm vui ở từ trong căn bếp của gia đình mình. Nhưng mà trong tương lai thì cái mục đích đấy có thay đổi không, khi mà bây giờ rất là nhiều blogger mới xuất hiện này và họ còn kiếm được cái nguồn thu nhập đáng kể từ cái trang blog của mình? Những điều mà mình vừa mới chia sẻ với bạn ấy, đối với mình nó đã rất là giá trị rồi. Mình chưa bao giờ đặt ra mục tiêu trở nên nổi tiếng hay là lấy Savory Days như là một công cụ để kiếm thêm thu nhập. Bởi vì bây giờ mình đã về nước rồi nên là mình sẽ có thêm một số các cái hoạt động mới tại Savory Days với mục đích là để giúp cho chị em cảm thấy là công việc vào bếp càng trở nên đơn giản hơn nữa và thấy có nhiều niềm vui hơn nữa. Nhưng mà mục đích chính của Savory Days thì sẽ vẫn như là trước kia thôi. Cảm ơn chị Trang về cái buổi trò chuyện thú vị này, và rất là mong là trong năm tới thì tôi và khán giả sẽ được đọc thêm nhiều công thức mới trên trang web của chị ạ. Cảm ơn Hằng rất nhiều cho một năm mới.